Thưa quý vị, tình hình kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong hai quý đầu năm 2014 được cho là đang trên đà hồi phục ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các chỉ số kinh tế của thành phố bên cạnh những chuyển biến tích cực, các nhà quản lý lẫn chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ nhiều e ngại trong những tháng còn lại của năm. Nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu của 3 năm trở lại đây, có thể thấy tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2014 tăng mạnh hơn so với cùng kỳ 2 năm liền trước là 2013 và 2012. Mức tăng trưởng năm nay cũng có thể coi là đã vượt qua đáy của tốc độ tăng trưởng năm 2013 khá xa. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn cho rằng có thể coi đây là một tín hiệu cho thấy kinh tế của thành phố đang hồi phục ổn định. So với 2013 thì là 7,9 và 2012 là 8,1 thì nó cũng không phải là một cái sự tăng trưởng gì nó đột biến ghê lắm, nhưng rõ ràng nó có khá hơn. Thì cái tỷ lệ tăng trưởng như thế này tôi cho rằng là so với cái dự báo tăng trưởng của năm 2014 của toàn nền kinh tế Việt Nam thì nó vẫn là tốt hơn khá nhiều. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Lê Hoàng Quân cho rằng đây cũng là động lực để đạt mục tiêu kinh tế cuối năm. Cái tốc độ tăng trưởng nó đã khôi phục và nó dần ổn định. Và nó tạo cái nền rất là quan trọng cho vấn đề tập trung thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm. Trong đó đáng chú ý là khu vực dịch vụ, lĩnh vực đóng góp đến gần 60% trong cơ cấu GDP của thành phố đã có mức tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 9,6%, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2014 cũng là lần đầu tiên chứng kiến sự tăng tốc trở lại của khu vực công nghiệp và xây dựng trong vài năm trở lại đây, dù là mức tăng còn khiêm tốn. Chứ còn trước đây mình bình quân tăng 1,5, hiện nay mình đang duy trì mức tăng 1,7, như thế là rất là cao. Theo ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2014, mục tiêu tăng trưởng GDP mà thành phố đặt ra cho cả năm từ 9,5% đến 10% và kỳ vọng cuối năm có thể đạt được. Tuy nhiên, trước mắt đây vẫn chỉ là kỳ vọng, bởi vì còn nhớ trong 2 năm liền 2013-2012, tăng trưởng GDP thực đạt của thành phố đã chưa thể cán đích mục tiêu. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn cho rằng khả năng năm 2014, GDP cũng có thể gần bằng mục tiêu bởi có những rủi ro nhất định. Khi mà các nhà kế hoạch của thành phố mà đặt ra mục tiêu cho năm 2014 thì đâu có lường được là vào tháng 5 Trung Quốc lại đặt cái giàn khoan Hải Dương 951 ở tại Biển Đông. Tuy nhiên với 6 tháng đầu năm mà chúng ta đạt được, có thể chúng ta sẽ có thể là gần kề được cái mục tiêu của năm 2014 so với 2 năm 2012-2013. Trong khi đó, xét nhiều chỉ tiêu kinh tế khác, nhìn chung đa phần có chuyển biến tích cực, ví dụ như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư phát triển, kiều hối tăng cao hơn hoặc tương đương năm ngoái. Đơn cử như thu ngân sách từ khu vực kinh tế, sau tháng đầu năm thu từ khu vực này tăng gần 18,5%, đây là mức tăng khá cao trong nhiều năm trở lại đây. Sở Tài chính thành phố cho rằng tăng thu từ khu vực này là nhờ hoạt động sản xuất và kinh doanh đang hồi phục. Một số liệu khác từ Sở Kế hoạch và đầu tư trực tiếp nước ngoài hai quý đầu năm cũng tăng trưởng khá mạnh khi tổng lượng vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng đạt hơn 1 tỷ đô la, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Một nguồn đóng góp ngoại tệ lớn khác cho thành phố nữa đó là kiều hối, ước tính trong 6 tháng chỉ riêng lượng kiều hối đạt 2 tỷ đô la, xấp xỉ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số thách thức không nhỏ đối với các chỉ tiêu kinh tế, đó là sức mua, sản xuất và xuất khẩu. Năm ngoái, mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 10% đã chưa thể đạt được. 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng vẫn còn rất xa mục tiêu. Theo thống kê 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu của thành phố tuy vẫn tăng trưởng, tuy nhiên mức tăng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với chỉ 5,7%. Trong đó, đặc biệt đối với nhóm hàng cao su, xuất khẩu giảm đến gần 40%. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng cũng giảm đến 2,2%, trong khi cùng kỳ năm 2013, nhập khẩu tăng 15,5%. Ông Võ Văn Luận cho rằng, việc suy giảm nhập khẩu như hiện tại rất đáng e ngại bởi đa số nguyên liệu nhập khẩu nhằm phục vụ sản xuất. Trong đó, cần chú ý là hơn 24% nguồn nguyên phụ liệu cho sản xuất tại thành phố hiện đang phụ thuộc các nhà cung cấp từ Trung Quốc. Mình ngại cái đó. Thành ra là vừa rồi thành phố cũng một mặt là chủ trương là tìm cái thị trường xuất khẩu, nhưng mà đồng thời cũng là khuyến cáo rồi hướng dẫn các doanh nghiệp cũng chuyển hướng cái thị trường nhập khẩu nguyên liệu. Dù vậy, nhìn chung những tín hiệu lạc quan của kinh tế vẫn đang nhiều hơn và thành phố vẫn đang tin tưởng rằng kinh tế đang hồi phục. Trước đây, khi nhắc đến một bộ môn thể thao được ưa thích nhất ở Mỹ, người ta hay nói đến bóng ném chứ không phải là bóng đá. Tuy nhiên, môn thể thao vua đang càng chứng tỏ sự lớn mạnh của mình ở Mỹ, đặc biệt là trong mùa World Cup năm nay. Mùa World Cup năm nay, số lượng người hâm mộ bóng đá ở Mỹ lên cao chưa từng thấy.
Hơn 18,2 triệu người Mỹ đã xem trận Mỹ đá với Bồ Đào Nha vào ngày Chủ nhật 22 tháng 6 vừa qua, khiến cho trận này trở thành trận có số lượng người Mỹ xem nhiều nhất. Rating của các trận đấu World Cup trên kênh thể thao ESPN vượt qua cả những chương trình thể thao của Mỹ, vốn rất được ưa thích như là giải bóng rổ NBA và giải bóng chày Major League. Mùa NBA năm nay có số lượng người xem trung bình là khoảng 15,5 triệu người, trong khi giải bóng chày quốc tế Major League có 14,9 triệu người xem. Chúng tôi đến từ Nam Phi, ban đầu tôi nghĩ ở đây sẽ trầm lắng hơn một chút, nhưng khi đến nơi thì tôi thật sự rất ngỡ ngàng. Tôi rất ấn tượng về cách mà người Mỹ ủng hộ cho World Cup. Tôi thấy rất tuyệt, đây là một dịp, một cơ hội để gắn kết mọi người lại với nhau. Trang mạng xã hội Twitter đưa ra số liệu thống kê sau khi tiền đạo Mỹ là Clint Dempsey ghi bàn vào lưới của Bồ Đào Nha ở phút thứ 81, thì cứ mỗi phút trôi qua có trung bình hơn 300.000 người đã cập nhật Twitter về bàn thắng này. Trước đó, bàn thắng đầu tiên của World Cup năm nay là hậu vệ của Brazil là Marcelo đã đá phản lưới nhà trong trận gặp Croatia, đã tạo ra 384.000 dòng bình luận trên Twitter. Thêm một cách để so sánh là tấm hình tự chụp của bà Ellen DeGeneres cùng dàn diễn viên nổi tiếng tại Oscar năm 2014 chỉ tạo ra được có 254.000 dòng bình luận mỗi phút trên Twitter. Dĩ nhiên vẫn có một bộ phận người Mỹ không quan tâm đến World Cup và thể thao, chẳng hạn như anh Philip Jack, một du khách đang ở New York. Tôi thấy mọi người cứ tranh nhau trái bóng, thật là điên cuồng và vô ích, tôi không thích như vậy. Tuy nhiên, Jack có lẽ chỉ thuộc một bộ phận rất nhỏ, bởi vì lượng người hâm mộ bóng đá đang càng ngày càng tăng ở Mỹ là một bằng chứng rõ rệt cho thấy là môn bóng đá đang trở thành một trong những môn thể thao được ưa thích tại Mỹ, bên cạnh bóng ném và khúc khung cầu và bóng rổ. Tại sao bóng đá được ưa thích nhiều đến như vậy ở Mỹ? Tôi nghĩ một trong những lý do lớn nhất là việc bóng đá trở nên cực kỳ phổ biến trên TV. Con cái nhà tôi rất mê coi bóng đá. Sự đón đầu của các hãng truyền hình Mỹ trong môn bóng đá được thể hiện bằng những số liệu cụ thể. Năm 2012, hãng truyền hình NBC Universal đã giành được bản quyền phát sóng hai mùa bóng đá ngoại hạng Anh với giá là 83 triệu đô la Mỹ mỗi mùa, gấp 3 lần so với số tiền mà hãng truyền hình Fox chỉ đưa ra ở các mùa trước. Mùa thu năm ngoái, hãng 21st Century Fox cũng đã mua bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá Đức Bundesliga. Sự lớn mạnh của môn bóng đá tại Mỹ kéo theo doanh thu của các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao. Vào mùa World Cup, doanh thu chúng tôi tăng gấp đôi. Cơn sốt của World Cup ở Mỹ phải nói là điên cuồng. Quản lý cửa hàng đồ thể thao Soccer American cho biết áo thi đấu của các đội tuyển Mỹ đã bán sạch ngay trước khi World Cup diễn ra. Cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, trung bình cửa hàng bán được 80 cái áo. Người hâm mộ bóng đá ở Mỹ cũng đang ngày càng hết lòng mong đợi bộ môn này. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền để đặt vé xem các trận đấu lớn trên thế giới. Theo số liệu của FIFA, trong mùa World Cup này, người Mỹ đã mua gần 197.000 vé, trong khi Argentina mua có 61.000 vé, còn ở Đức thì chỉ mua gần 59.000 vé. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin 24/7. Quang Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.